Vừa rồi thì bác sĩ cũng đã theo dõi câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Như thế nào tiểu đêm lại trở thành tình trạng bất thường và cần phải thăm khám điều trị ạ? Thưa Minh Ngọc, thưa quý vị khán giả, thì cái vấn đề tiểu đêm đó được rất là nhiều quan tâm. Theo sinh lý bình thường á, một người bình thường thì chúng ta trong một ngày người ta thống kê đi tiểu khoảng 7-8 lần. Đó, thì tiểu đêm thì người ta sẽ chấp nhận được dưới một lần, nghĩa là từ một lần trở lại mà thỉnh thoảng thôi thì coi như là bình thường. Có thể liên quan tới thức ăn, thức uống, ví dụ như chiều đó người ta uống nước dừa hay là ăn dưa hấu, ăn cái loại thức ăn mà nó canh mà có nhiều nước đó, thì người ta có thể đi tiểu một lần thôi. Nhưng mà tính từ lúc người ta đi ngủ rồi và đang ngủ phải giật mình dậy để đi tiểu đó, thì người ta sẽ tính bắt đầu là tiểu đêm, chứ không phải là tính 6 giờ chiều là đi tiểu đêm tới đi ngủ luôn tới hôm sau là tính tiểu đêm, không phải như vậy. Người bình thường đó, cái bàng quang của chúng ta nó chứa khoảng 200ml nước tiểu, thì bắt đầu lúc đó nó sẽ gửi tín hiệu về trên não là bàng quang nó căng lên rồi, là có nước tiểu và chuẩn bị chúng ta sẽ đi tiểu. Đó, thì nếu mà đi tiểu cái lượng nước tiểu nó ra khoảng cỡ đó 150-200 thì là bình thường. Còn nếu mà chúng ta đi tiểu quá nhiều lần, một lần thì nó không có nhiều nước tiểu, ít ít thôi mà luôn luôn có cảm giác mắc tiểu hoài, thì đó là những cái dấu hiệu bất thường. Hoặc là đi kèm theo mà đi tiểu cảm giác nó gắt, nó buốt, cảm giác sốt, hoặc là cảm giác sốt ớn lạnh, thì hoặc là mình đi tiểu mà mình cảm giác cái nước tiểu nó không thông. Thường thường thì nước tiểu có cái tia nó ra nhẹ nhàng, nó không gây đau gì hết, nhưng mà một số người có vấn đề về nhiễm trùng này nọ thì người ta đi tiểu sẽ cảm giác nó bị không thông và bị chặn lại đó. Và rồi nó mệt mỏi trong người nữa, thì chắc chắn là những dấu hiệu bất thường và chúng ta phải đi khám. Dạ, vậy thì đâu là nguyên nhân để dẫn đến tình trạng tiểu đêm như vậy ạ? Nói về nguyên nhân thì sẽ có rất là nhiều nguyên nhân. Nếu mà cái số lượng mà một đêm mà đi tới vài chục lần như của ông Trung bà Thủy, thì có thể thường gặp nhất là những cái vấn đề là liên quan tới nhiễm trùng tiểu, nhiễm trùng tiết niệu đó. Thì có thể nó gặp viêm nhiễm ở vùng niệu đạo, ở bàng quang, hay là nó thì kích thích cái bàng quang, làm chúng ta cái cảm giác mắc tiểu hoài và chạy vào nhà vệ sinh đi tiểu, nhưng mà cái lượng nước tiểu ra không có nhiều. Để đó do bị bàng quang nó kích thích do cái viêm nhiễm đấy. Đó. Hoặc là những cái trường hợp mà tiểu đêm mà tiểu cũng không có nhiều lần lắm, cũng 4-5 lần, cũng gây khó chịu cho người bệnh nhân rồi mà cũng ra nhiều nước tiểu, thì nó có thể liên quan tới cái vấn đề mà ví dụ nam giới thì hay gặp là ở cái phi đại tiền liệt tuyến. Nam giới thường sau 40-45 tuổi bắt đầu cái tiền liệt tuyến nó to dần lên, và có những người nó sẽ bị đè ép, cái tiền liệt tuyến nó đè vào cái niệu đạo, nó làm cho cái đường tiểu nó bị ảnh hưởng, và sau đó dần dần nó sẽ tắc nghẽn. Nhưng mà giai đoạn chưa tắc nghẽn thì nó làm cho nước tiểu không thông, và thường người ta sẽ đi tiểu nó không có hết nước tiểu được, và cho nên lúc nào cũng cảm giác đi tiểu và mắc tiểu hoài. Hoặc là nếu mà nữ giới thì ngoài cái chuyện mà viêm nhiễm ra, thì họ có thể vấn đề liên quan nếu mà người nào sanh đẻ nhiều và cái cơ sàng chậu nó yếu và cái tử cung bị sa giãn xuống, thì nó cũng sẽ kích thích đi tiểu nhiều lần. Hoặc là các vấn đề liên quan tới các cái bệnh lý như tăng huyết áp hay đái tháo đường, cái bệnh lý chuyển hóa khác, hoặc là ngoài cái ăn uống sinh hoạt tụi mình không nói rồi, như các bệnh lý, thì hầu như nhiều nguyên nhân khiến cho người ta phải đi tiểu nhiều.